Một lời chúc thì Tường muốn chúc cho mối tình đầu của Tường đã tìm được cái bến đỗ đúng với cái số phận hay là cái duyên nợ của mình, và trên bước đường của bạn thì Tường cũng sẽ chúc cho bạn mọi điều may mắn nhất. Ok, bling bling. Xin chào tất cả khán giả của Đã Từng Yêu, tôi là Vũ Cát Tường. Mối tình đầu là mối tình dang dở. Tôi nghĩ là thì dang dở nó mới gọi là mối tình đầu. Nhưng mà tôi nghĩ là ở cái thời điểm đó, khi mà mình nếu mà có gọi thì mình biết gọi là mình biết rung động thôi. Mình biết rung động là mình biết là mình đã có một cảm giác đối với một người. Thì nó làm cho mình lúc nào cũng nghĩ về người đó. Thời đó thì chưa có điện thoại, cho nên là mà Tường rất là thích viết thư tay, nên Tường hay viết thư tay và hay lúc nào cũng mong chờ để được gặp cái người đó vậy thôi. Người đó là một người học chung trường, một người học chung trường, và ngay cả người đó cũng không biết là Tường thích bạn đó nữa. Tường là một người khá là khép kín đấy, nên mình cũng không biết là mình nên như thế nào. Tường nghĩ là cái kỷ niệm mà đáng nhất nhất với cái mối tình đầu của Tường là được đi chơi chung, được đi chơi chung với trường. Và lúc đó thì mình chơi trò chơi với bạn đó, và mình cũng biết được là bạn đó cũng thích mình. Nhưng mà mình không thể nào, mình cũng không biết là mình, cái cảm giác mà bạn biết là mình không chắc chắn là người ta thích mình, nhưng mà mình có cảm giác là người ta thích mình. Cái kiểu là mình không biết là liệu mà mình nói cho người ta, mình thổ lộ cho người ta thì người ta có đón nhận hay không. Nhưng mà khi mà mình nhìn chỗ khác thì mình cảm giác là người ta đang nhìn mình. Thì cái cảm giác đó nó rất là, nó vừa có một chút vui, một chút tự hào, mà nó vừa có một cái gọi là cái sự lo lắng, không biết nên làm bước gì tiếp theo. Thì Tường nghĩ là cái cuộc đi chơi đó là làm cho Tường rất là nhớ cái cảm giác. Một lời chúc thì Tường muốn chúc cho mối tình đầu của Tường đã tìm được cái bến đỗ đúng với cái số phận hay là cái duyên nợ của mình. Tại vì khi mà chúng ta lần đầu yêu nhau thì có thể là kiểu như lần đầu được nếm trải mùi đời, thì mình sẽ nghĩ là mình luôn muốn người đó là mãi mãi, mình luôn muốn người đó là duy nhất, và mình không muốn chọn bất kỳ một ai khác. Và tôi nghĩ là Tường và bạn đều như vậy. Thì bây giờ mỗi người đã có một hướng đi riêng, và chắc chắn là chúng ta tìm được những người, đã tìm được người phù hợp với mình, thì hãy trân trọng tình yêu đó. Trân trọng, nếu mà có ra gia đình với người đó rồi thì hãy trân trọng cái mái ấm của mình. Và trên bước đường của bạn thì Tường cũng sẽ chúc cho bạn mọi điều may mắn nhất. Ok, bling bling. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Tình yêu sâu kín trao em đã bao ngày thầm lặng. Ở đó bài gì nhỉ? Nhìn em không nói nên câu nói chi đây. Đúng. Trái tim bên lề. Xương rồng. Cái bài gì xương rồng em?